Trong chống nắng thì từ nếu không giải gì phòng tư có dạ con có không có. Yo handsome boy, đi đi đi, nhận tiếng kêu chị dậy chứ không thôi là bây giờ các tụi mình đó là không lên xe. À, thời tiết mát quá ha, khí hậu tốt quá ha. Sáng sớm mát mẻ, phong cảnh đây rất là sạch sẽ, là đẹp đó nha. Dãy nhà ở đây toàn là biệt thự villa. Bây giờ mình đi đâu con? Dạ thì cũng mũi nhân sau. À rồi xuất phát. Lên đi. Rồi lên xe đi. Khóa cổng lại. Ở trên đó đó hả? Lên hot ở Vũng Tàu vậy đúng rồi. Nếu bây giờ mình đi bộ lên ha. Dạ đúng rồi, mình sẽ lộ lên khúc bên đây cao. Rồi rồi đi. Còn một thang này cũng được nhưng mà nó nguy hiểm lắm. Ừ. Đi vào bằng đường này này. Đúng rồi, đường này cầu thang vậy đi nguy hiểm thiệt chứ. Ừ. Lạ lên trở là thấy được đảo luôn, thấy được cái đảo đường này luôn. À. Mình đi này xong mình về mình đi ăn sáng ha. Ở chợ đó là hướng là ba hướng, một hướng là về núi, một hướng về biển, một hướng về là về ơi hai người này đi đường tắt cả ơi sao lên rồi hả? Nhà đi lẹ quá vậy ta? Gió quá trời luôn nè. Ở đây á. Mũi nhìn phong vậy á. Ủa gió nó phải giữ cái điện thoại nha. Phải giữ điện thoại. Nước biển ở đây nó không có đẹp, cái màu nó sao không? Hả? Nó không có được trong. Ở bên hàng á, trời nhìn thấy xinh lẹ. Đúng rồi. Hả? Biển Vũng Tàu được thôi chứ không có đẹp lắm nha. Đó chết chị đi Nha Trang không? Ừ. Trời ơi. Biển mới đẹp. Nha Trang Phú Quốc rồi đó. Nó lại gì vậy? Bây giờ đoàn làm phim của chúng tôi đến đây là cũng đã mệt mỏi rồi. Bây giờ anh chị em đi xuống đi dùng cơm uống cà phê đi. Chưa? À, đây là đoàn phim của thành phố Hồ Chí Minh xuống Vũng Tàu nè. Wow. Đang quay phim mà sáng giờ cũng hơi đuối rồi. Đó. Ờ được rồi, không sao. Đang đóng phim. Bây giờ mà gia đình mình đi xuống đây uống cà phê ngắm biển
Hello. Bao nhiêu cái lọn sen đủ trên cái bánh xe. Rồi, bây giờ uống cà phê xong rồi ha. Đi ăn sáng bún giả Hà Nội. Rồi rồi, gọi rồi mẹ. Con gọi rồi. Hello. Ấy cái này nó có cái khách sạn nhưng mà nó cũng có cái quán. Chị kêu gì? Thập cẩm luôn. Vậy là của chị Hà. Nãy chị kêu bánh cọt về. Vậy là phải ba cái thập cẩm. Ngon ha? Ngon á. Con nè, cô ba lặt chao rồi nè. Trời ơi, ăn salad đi. Thôi cái bánh xèo nè, bánh xèo có bộ trên hấp dẫn rồi nha. Đấy rồi, bánh xèo ngon nè. Mình coi bên trong nó có gì nha. Thịt mực nè, nhìn hấp dẫn quá Mai ơi. Mai xèo hết sảy nha. Xèo hết sảy luôn á. Để ăn kiểu gì của con súp cho con. Nè mấy đứa nào ăn á lấy này nè nha. Ăn tự nhiên nha. Đói bụng quá rồi. Ngon gì hả? Ngon gì hả? Ngon. Bà giống rồi. Cái này ăn giống của ai ạ? Dì Hai. Dì Hai kêu nào vậy? Bánh cơm. Ờ, con kêu thập cẩm á. Dì dễ. Dì bột quá. Dì qua, dì qua. Dì qua, dì qua. Dì qua, dì qua. Còn ai bún bò nữa? Con trai ơi, chị thôi chồng. Dạ, con đâu mà nó đi ngồi tủ em xạo đâu. Để ăn nước ngọt mà nó không còn nhãn như tay. Thôi, chả gì cái này con. Nhãn ở đây là chị.
Trên dưới không làm mệt là mày không có hư đâu, em bỏ ra không? Nhãn tiêu em chọc mà nhãn xuống 80. Ăn xong rồi, bây giờ mình đi tới đây mình thắp nhang trình thần Thắng Tam, cũng gần cái chỗ cái quán ăn cô ba. Đình này nhỏ thôi. Xương cá voi gì vậy? Ờ, xương cá voi. Người ta gọi là ông Nam Hải. Ông Nam Hải có cái ống xương lớn. Dạ đúng không? Đây là công trình di tích lịch sử văn hóa. Ở đây nó có cái bảng này. Cái này là cái hình này không biết là thiệt hay giả. Dạ không, cái mô hình thôi. Mô hình thôi, nhưng mà xương á, xương dạ. Bên trong là. Dạ đúng rồi, xương thịt. Quá tao quá nha.
tắm xong là chưa chút xíu, vài tiếng sau đi về rồi đó. Hả? Một hồi mình còn đi ra ngoài ăn tối nữa phải không? Một hồi mình đi ăn tối. Đào ơi, con đang làm món gì vậy con? Con đang chiên khoai tây. Mấy món này là... Mấy món này là mấy món tăng cân không nha? Fast food. Đình Gia đang làm gì? Tưởng Đình Gia đang cắt video chứ. Nó còn cắt video. Ở trong xe mà ủa xuống rồi hả? Hello. 5 giờ rồi. Nhưng mà vậy hả? 8 giờ hả bà? Quá quên quá. Cô hai là ngửa là giống hạ thì kia đi bộ cặp vàng đó. Mẹ con nghĩ không xin nhê đâu các bạn. Con thấy gì hai gì tư mất cười quá. Mày mất ngược. Mày mất ngược. Mày mất ngược rồi. Làm miếng tắm lại quá. Oh,
ăn. Hay quá, hay quá. Dạ. Bót xuống kìa. Bót xuống á. Sao? Bây giờ là 5 giờ rưỡi. Nó nghĩ là mình tạm biệt cái villa này. Xe mình chuẩn bị đi về, bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều rồi. Thank you.
vô đây nè, xưa vô đây ăn nè. Ủa, rồi. Cà phê hải sản với da mấy bãi này mới đẹp nè. Gì đang đè cái áo tôi trời ơi, chiếu quá. Hi everyone, my name is Terry. I'm from Vietnam. Giúp chị ha. Cái này là cá bớp hả? Mèo mắm. Chua. Đây là lẩu cá bớp. Cái này lẩu gì đây? Lẩu cá đuối hả? Cá đuối. Bên kia là lẩu hải sản hả? Dạ không, bên đây là lẩu cá đuối măng. Chùa 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 nóng nha, để cho đây bún à. Ở nơi bún nha, bún nha. Wow, vậy nó hấp dẫn. Thank you.
thuê bà phụ đó ăn đó. Ăn kem xong mình đi dạo vòng vòng ở cái quảng trường ở đây. Mua chưa? Dạ em đợi một cái nữa. Chị ở đây trên lầu rồi em. Ok.